Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng
bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện. Cầu cho linh hồn An Tôn Nguyễn Túc, Bartolomeo Nguyễn Văn Quốc mới qua đời, Giuse Luông Cước Phong, Giuse Nguyễn Văn Ấn, Giuse Nguyễn Ngọc Cường mới qua đời, Giuse Phan Văn Bi, Anna Nguyễn Kim Nhung, Maria Đặng Ngọc Hảo mới qua đời, Maria Lê Thị Nhàn, Maria Teresa Trần Thị Thanh, một người xin ơn chữa lành và cho cuộc phẫu thuật được bình an. Cầu cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn hội thánh. Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi những kẻ làm đầu Sơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Đức Chúa phán, hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Đó là lời Chúa. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hoàn hảo ta cho hưởng cứu độ Chúa Trời. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Thanh trì của ta sao ngươi thường nhắc nhớ, mở miệng ra là chữ thanh ước trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều xưa dạy. Lời ta truyền đem vất bỏ sau lưng. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao. Này đây ta khiên trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ, sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ
Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng Đức Giêsu nói về những cám dỗ của trần gian này đối với con người. Và cái mà người ta ưa thích đó là những lời khen và những lời trọng vọng. Và đó cũng chính là những điều mà người ta dễ đi tìm kiếm trong cuộc đời này. Đức Giêsu cho chúng ta thấy những mối tương quan giữa con người với con người, trong tương quan với Thiên Chúa, tất cả đều là con của Ngài. Và trong tương quan giữa anh chị em với nhau, chúng ta không ai trên ai cả. Và đó cũng chính là mấu chốt vấn đề mà chúng ta hay vấp ngã. Chúng ta đặt mình lên trên người khác và coi những người khác là kẻ thấp kém. Nhưng Đức Giêsu cho chúng ta thấy tất cả anh em đều là anh em của nhau và cùng một cha trên trời. Và ai muốn trở thành những người gọi là vào trong nước trời thì phải là người phục vụ anh chị em. Và đó chính là cách thức Đức Kitô đã đến để trao ban cho chúng ta. Người là người chỉ đạo duy nhất và uy tín nhất. Và chỉ con đường của Ngài thì người ta mới có thể đạt được ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi nhận ra thân phận yếu hèn, chúng ta biết khiêm tốn hơn, khiêm nhường hơn, biết hạ mình xuống hơn trước mặt Thiên Chúa, trước mặt anh chị em, để chúng ta có thể chia sẻ những điều mà Ngài ban cho chúng ta. Và chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ trở thành chứng nhân mà Ngài mời gọi để làm chứng cho muôn dân. Đó chính là con cái đích thực của Cha trên trời, Đấng luôn yêu thương và chở che, đồng thời cũng là Đấng dẫn dắt chúng ta đạt tới vinh phúc muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tùng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con.
Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho lễ tế này thánh hóa chúng con, chữa chúng con khỏi những đam mê thế tục, để lòng chúng con biết khao khát những ân phúc bởi trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là trinh đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn. Để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải trong qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương bồi dưỡng chúng con trong tiệc thánh này, xin giúp chúng con ngày càng sống thánh thiện và luôn tin tưởng vào lòng Chúa khoan dung. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúa chúng con cho.